à, con thương kết cảnh những xung quanh giờ, xung quanh toàn người lạ, cuộc sống xa nhà được khổ cực, tất cả mọi thứ phải tự lo, sống xa nhà phải tự chăm sóc mọi công việc lại thật sự khó. Đối với con, ngay từ nhỏ đã được ba mẹ thật nuông chiều, luôn dặn bảo vệ cho mọi thứ nhưng chưa bao giờ mà con hiểu. Cứ dòng chơi mãi vui đùa cứ bảo con cứng đầu thôi, không biết ở đó giờ ở một mình không có mẹ ta lo nổi. Con vẫn nhớ mãi câu đó, đúng là không hề dễ. Thật điện thoại ở trên tay không đủ can đảm để gọi về. Con sợ phải bật khóc khi nghe giọng mẹ ở bên kia, và con sợ hãi gió mất ngủ để lo cho con ở đêm khuya. Con sợ con không chịu nổi cảm giác xa nhà ngay bây giờ, và con sợ khi con thất lạc trong lòng đẹp lòng những nỗi nhớ. Con sợ khi con cố cười phải mạnh mẽ như mẹ nói, không được khóc được cố học phải biết sao cuộc sống sẽ thay đổi. Còn xin lỗi, con vẫn